Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Vâng, xin nghe. Dạ, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ. Em thưa chuyên gia là cho em hỏi con nhà em năm nay là nó 30 tuổi. Vâng. Chưa có gia đình, chưa bây giờ là quen biết một cái bạn đấy là bạn có chồng, bốn bồ, bốn đứa con. Bây giờ lại quen với con thì em được đứa một con gái nữa. Thì em rất là khó xử rồi, là chưa ly thân, rồi chưa ra tòa ấy. Em vâng. Hỏi tức là con trai của chị là quen một cô gái đã có mấy đời chồng, xong lại có mấy bồ nữa đúng không ạ? Vâng, và cũng chưa ly dị rồi. Chính thức. Vâng, và chưa kết ra tòa mà lại có một đứa con đấy, con nhà em ạ, rồi khó xử quá. Vâng, rất là khó xử và cũng đau đầu đúng không ạ? Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé. Xin mời anh ạ. Rồi, xin chào chị. Vâng, em chào anh. À, con trai thì mình bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 30 tuổi rồi anh. Cháu chưa có vợ con gì bao giờ đúng không? Cháu chưa. Trai tơ mới lớn hiền lành. Vâng. Cháu nó làm gì, có học hành gì không, nó có nhanh nhẹn thông minh không? Cháu nó nhanh nhẹn, cháu đi làm công nhân tự do ạ. À, làm tự do. Xong rồi vập vào cái chị này, chị nhiều tuổi không? Tuổi nhau nó 30 tuổi. 30 tuổi, bốn đời chồng gì? Bốn bồ, bốn đứa con rồi, nó có một chồng rồi ạ. Có một chồng và quan hệ với ba bốn người đàn ông nữa, được ba bốn đứa rồi, con nữa. Đúng tất không? Cả năm đứa con rồi. Thế và đều do một tay chị nuôi tất. Có cả cái chồng chính thức là một chồng nuôi. Thế với lại chồng chính thức cũng cứ chấp nhận nuôi với lại vài ba đứa con do vợ đi nhặt nhạnh được ở nơi các nơi mang về. Không, chồng chính thức chỉ nuôi hai đứa mà đẻ ra thì còn toàn mẹ đẻ nuôi ạ. À, thế còn thì cái việc mà cô đi kiếm được ở ngoài thì là đem về cho mẹ đẻ cô nuôi. Thế cái cháu nội nhà mình ấy, tức là con của con trai mình với lại cái cô ấy thì bây giờ nó đâu, ai nuôi? Thì bây giờ là cháu nó bảo em đưa hộ khẩu đăng ký vào gia đình nhà em nhưng em không đồng ý, nhưng mà nó giờ chưa dứt khoát thì em không cho đưa đăng ký vào hộ khẩu nhà em, thì cháu đăng ký hộ khẩu nhà ngoại ạ. Rồi, đúng rồi, thứ nhất là mình xác định đây không phải là con dâu. À, đúng rồi. Cái chuyện con trai mình đi quan hệ với một cái cô mà cái cô ấy, cô có đứa con thì đấy là trước hết là mình cũng không phải đau đầu lắm. Vâng ạ. Giá như bây giờ cháu nó lại còn lôi cái cô kia về, nó bắt buộc mẹ là con cưới cô này đi, cô này cô tuyệt vời lắm, cô ấy tử tế, cô ấy đạo đức lắm, cô ấy thế nọ thế kia, mà mình thì mình nhìn thấy mà cháu thì nó bùa mê thương lú thì mình mới đau đầu. Còn thì ở đây cái cô kia cô ấy cũng đã từng nuôi ba bốn con của ba bốn ông khác, thì có thêm một đứa nhà mình nữa thì cô cũng vẫn nuôi được. Thế rồi nhà ngoại cô cũng dung túng cho con gái là cứ đi nhặt nhạnh trong đem về lại nuôi để thành bà mẹ của nhiều đứa con, nhiều ông chồng, thì cái việc ấy cũng không có gì lắm. Mình cũng chỉ hơi xót xa rằng đúng là cũng máu mủ nhà mình đúng không? Nhưng mà rồi chị lắng nghe, chị thấy con trai nhà mình có mê muội đắm đuối lắm không? Con là một chuyện nhưng mà nó có đắm đuối, nó con có đòi lấy mắt, này. Mắt em nhìn thì nó cũng có yêu nhau, nhưng mà trong thời gian cháu nhà con nhắn đi làm xa ấy, thế là người con cháu hôm nay mới bỏ vợ đứa con nhỏ ấy lấy cặp vào người khác rồi ạ. Trong khi cái con mình đi làm ăn xa thì cái đứa con chung ấy đi người khác tiếp. Ừ. Đấy, thế thì cái gì bây giờ dở cái gì, chả có cái gì dở cả. À thế ạ. Ôi trời ơi, thế thì lại càng tốt chứ, nếu mà nó mà lại còn gắn bó với nhau ấy. Cô kia cô vẫn có chồng với lại có ba đứa con riêng nữa, xong lại có nuôi một đứa cháu nhà mình nữa, và bây giờ chúng nó lại mê tít nhau ấy thì mới dở. Thế còn thì đấy, nó lộ ra con mình đã nhìn thấy chân tướng, con thấy con vướng vào một người phụ nữ chưa? Thật sự không xứng đáng một chút nào cả mẹ, thì mẹ không nói về cái chuyện rằng là chúng mày quan hệ với nhau có một đứa con, bởi vì ở đây cũng tại anh, tại tại cả đôi bên thôi, nhưng mà về mặt tư cách như thế không được. Một người phụ nữ 30 tuổi có chồng, hai con, thế giờ lại còn có thêm ba đứa con với ba người đàn ông khác nhau, mà con chỉ cần rời đi làm một cái thì ở nhà cô lại có một người khác, vậy thì ở đây không phải là cái gì, cho nên mẹ không quan tâm. Mình phải khai sáng cho con mình. Sợ nhất là cháu nó mê muội thôi, rồi nó cứ đòi. Em hỏi thêm tí. Vừa rồi cháu nó sinh ấy, em cho cháu mấy triệu, nhưng bây giờ cháu được 3 tháng rưỡi rồi, là mẹ nó bỏ nó đi chỗ khác rồi. Theo em là họ bác cho ý kiến là có cho cháu tiền nữa không ạ? Bây giờ bà ngoại của cháu đang nuôi đúng không? Vâng ạ, rồi mẹ nó bỏ rồi ạ. Bà ngoại nuôi, và bà ngoại nuôi ba đứa chứ không chỉ mỗi cháu nhà mình đúng không? 5 đứa. À 5 đứa, rồi ôi. Ông bà có khá giả không? Bà cũng nghèo đồ sách ạ. Tội nghiệp, thật sự ra tôi thương cái ông bà ngoại ấy, chứ còn cái cô con gái hay người phụ nữ kia thì tôi thấy cũng đúng là gieo thì mình phải gặt, làm gì phải chịu cái đấy, nhưng mà khổ thân, chẳng ai dạy con gái của mình đi lấy chồng còn nhặt thêm mấy đứa con ở đường để về mình nuôi thế này. Nếu như thật sự ra người ta còn đi làm từ thiện được, nếu như mình cũng không đến nỗi khó khăn, nhất là mùa Covid này nó khó khăn thế này, sang chơi với ông bà ấy,
mình cũng chưa phải là thông gia, thật ra đúng là chẳng phải gì, nhưng người ta đang nuôi cháu mình cứ hiểu trong bụng như thế, cho cháu vài triệu hay tùy tâm thế. Và đặc biệt là có cái lời động viên, thật ra tôi cũng ái ngại, tôi thương ông bà quá, nhưng mà khổ thôi, thì đúng là dây bầu phải mang quả bầu, cũng chả chia sẻ cái gì đỡ được. Thôi thì mình cũng nhìn trong cái con bé, con trai, con gái. Con gái à? Ừ, ông 3 tháng rưỡi mẹ nó bỏ đi, ông bà điện cho em. Mới 3 tháng rưỡi lại bỏ đi rồi. Thôi, thì cứ như mình bớt ăn, bớt tiêu đi, mình nhiều người ta còn đi chùa, đi chiền, đi trại mồ côi, người ta hỗ trợ đấy. Thế thì mình đi, mình giúp, thì trong đó là có một phần, thôi thì cháu mình nhá. Thế còn thì đừng có vun vén gì quá nhiều, cũng đừng có phải phân tích gì, cũng không quá đau đầu. Bởi vì con nhà mình nói thế chứ nó cũng không, chắc không mê muội lắm. Nhưng bây giờ sợ nhất là nó lôi nhau về, nó cứ bảo mẹ ơi phải cưới cái cô này, trong khi thì cô chưa bỏ chồng, mà con nhà mình cứ đòi cưới thì mới mệt nhá. Thời gian đầu cũng thế đấy ạ, cũng phải cưới đấy ạ. Mới lớn, trai mới lớn, chưa có kinh nghiệm, thế xong bập vào cái cô này chắc cũng khéo léo, vì cũng đã qua bao nhiêu người. Người cô đấy hơi ấm đầu, không nhớ nhéo đâu, hơi ấm đầu. Thôi, việc người ta thì người ta làm, người ta chịu, chỉ biết là con mình cũng có một phần trách nhiệm ở đấy, và bây giờ thì mình là cái người mà hơi khó xử, nhưng mà thật sự cũng không đến nỗi là quá phải đau đầu. Nhá, mình chỉ làm sao cho lương tâm mình nó cũng thanh thản nhẹ nhàng, sang động viên ông bà rồi cho cháu một chút quà, rồi cũng nhìn cháu một tí, bế cháu một tẹo. Còn sau này thời đại nó thay đổi, các cháu nó lớn lên, con nhà mình sau này có vợ rồi, nó có con rồi, nó nhớ rằng ngày xưa nó từng nó yêu một cái cô, nó có đứa con gái rồi, nó nhìn nhận lúc nó sẽ khác. Lúc ấy con mình nó trưởng thành, nó suy nghĩ, nó quyết định, nó có cái chữ chín chắn. Còn bây giờ một cậu trai chưa vợ, còn đang lông bông lang bang, chưa thể ra được quyết định gì chín chắn nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời chúc gia đình của chị sẽ bình an và giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ.